quy nhân nơi ấy có gì, cho lòng thổn thức mắt mi thương hoài, đã về là nhớ không thôi. Dẫu cho cuộc sống vẫn trôi từng ngày, thành phố Quy Nhơn là điểm đến thể hiện tâm huyết đầu tư xây dựng quê hương của Hưng Thịnh Cốp. Quy Nhơn đang phát triển và đổi thay từng ngày. Chúng tôi, ban quản lý dự án rất tự hào, cũng đã góp phần tạo nên diện mạo ấy. Dự án khu dân cư Hưng Thịnh nằm dưới chân núi Vũng Chua, bên cạnh các khu du lịch nổi tiếng và là cửa ngõ của thành phố về phía Nam. Những ngày đầu khi triển khai dự án, anh chị em trong ban quản lý dự án gặp rất nhiều khó khăn trong công việc giải phóng mặt bằng. Nhưng nhờ sự chỉ đạo của ban tổng giám đốc và chính quyền địa phương, nên đến nay khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án đã cơ bản hoàn thành, giúp cho các hộ dân có cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Sau khi mà tái định cư xong á, cái tiện nghi mà sinh hoạt của hàng ngày, đường xá này, đi lại nó dễ dàng hơn, tiện đuốc rồi là nó cũng thoải mái. Đặc biệt là coi như là có cái nước máy nữa là nhà tôi là sử dụng là rất là thoải mái. So với cái chỗ cũ ở trong cái đường xá rồi đi nó cũng tặc tội. Sau khi cái giải tỏa đền bù xong, ổn định cái cuộc sống chúng tôi là nó tương đối nó ổn hơn, con cái nó có cái nề nếp. Sinh hoạt học tập cũng như ở đường làm ăn dạy con dạy cháu rồi cũng là tương đối tốt. Đặc biệt là cái địa bàn mới đây lại là cái công việc mà cái an ninh trật tự là rất là tốt. Sau này khi dự án khu dân cư Hưng Thịnh được hình thành thì đây sẽ là khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên mang phong cách châu Âu sang trọng dưới lòng đô thị Quy Nhơn, sẽ khẳng định đẳng cấp xứng tầm của bạn. Bên cạnh đó, Hưng Thịnh Cốp đang tiếp tục đầu tư và triển khai nhiều dự án ở Quy Nhơn như khu đô thị Nam đường Hùng Vương, khu đô thị mới Hưng Thịnh. Hy vọng Hưng Thịnh Cốp sẽ phát triển vững mạnh và thành công hơn trong tương lai. Đó cũng là tâm nguyện của lãnh đạo Hưng Thịnh Cốp nhằm thúc đẩy sự phát triển của quê hương Bình Định theo như phương châm hoạt động kinh doanh của công ty vì một cộng đồng Hưng Thịnh.